Okay, xin chào các anh chị, chúng ta tiếp tục gặp nhau trong video tiếp theo. Trong video này thì tôi sẽ nói về hành trình trải nghiệm khách hàng và lấy một cái ví dụ cụ thể. Thế đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về hành trình trải nghiệm khách hàng, nó là cái gì? Hành trình đúng không? Các bước đi qua. Đấy, trải nghiệm khách hàng là gì thì biết rồi đúng không? Đó là một cái quá trình toàn bộ từ khi khách hàng chưa từng tiếp xúc với thương hiệu hoặc là đã tiếp xúc với thương hiệu rồi nhưng mà thậm chí là chưa từng tiếp xúc với thương hiệu, cho đến khi khách hàng đã hoàn thành xong một cái quá trình trước, trong và sau mua, diễn ra một cái quá trình liên tục như vậy thì người ta gọi nó là hành trình. Đấy. Thí dụ như là mình đi đường, mình bảo là hành trình của tôi đi từ điểm A đến điểm B, đi từ Hà Nội đi Hồ Chí Minh, đi từ Hà Nội đi Phú Quốc, thì hành trình là gì? Ra sân bay, từ sân bay lên máy bay, từ máy bay bắt đầu bay xuống sân bay và đi vào khách sạn, kiểu như đấy. Đấy, tất cả những cái đấy người ta gọi là các bước tiếp theo là hành trình. Thế thì hành trình trải nghiệm khách hàng nó là một quá trình trải nghiệm của khách hàng liên tục, đấy, từ những điểm tiếp xúc đầu tiên cho đến những điểm tiếp xúc cuối cùng. Và tiếp theo là chúng ta sẽ nói về điểm tiếp xúc, touching points. Điểm tiếp xúc ở đây là cái chỗ mà doanh nghiệp của bạn gặp gỡ, giao lưu, trò chuyện với khách hàng, thì người ta gọi là điểm tiếp xúc. Có thể là tiếp xúc trực tiếp, face to face, có thể là tiếp xúc gián tiếp qua điện thoại, qua email, qua Facebook, rồi thì qua video, qua YouTube như này. Các bạn vào kênh YouTube của thầy Phan Anh xem thì kênh YouTube của thầy Phan cũng là một điểm tiếp xúc đó. Ok, thì chúng ta thấy là đầu tiên là có thể thông qua quảng cáo trực tuyến, rất nhiều các kênh online multi-channel, tức là chiến lược đa kênh, đa nền tảng. Chẳng hạn thông qua Facebook, thông qua YouTube, thông qua TikTok, thông qua Zalo, thông qua website Google, thông qua email, thông qua hội nhóm, rồi thông qua báo điện tử, vân vân. Bằng cách nào đó bạn biết đến sản phẩm, dịch vụ hoặc là thương hiệu. Thì đó đã là điểm tiếp xúc đầu tiên rồi. Và thậm chí là có rất nhiều điểm tiếp xúc trong cái bước đầu tiên. Sau đó thì bạn đọc nội dung quảng cáo, bạn xem hình ảnh, xem video, bạn nghiên cứu về gói dịch vụ, nghiên cứu về sản phẩm, nghiên cứu về người bán, rất nhiều những cái thông tin. Thì bạn mới để lại số điện thoại hoặc là bạn chat với chúng tôi. Đó. Và cũng có những cái thông tin là chính xác, cũng có những khách hàng là tích cực, cũng có những thông tin là không chính xác, cũng có những khách hàng là thiếu tích cực. Đúng không? Rồi thậm chí là họ có xu hướng hoài nghi, họ sẵn sàng đổ cho người này người kia. Không phải khách hàng nào họ cũng lịch thiệp, không phải khách hàng nào họ cũng cư xử đúng mực, đúng không? Thậm chí họ sẵn sàng xồn xồn lên để đòi quyền lợi của họ. Ok. Thế sau đó thì chúng ta bắt đầu tư vấn cho khách hàng online. Tư vấn qua chat, qua Zalo, rồi qua telesale, qua email, gửi báo giá, nhiều. Đó. Thế sau đó thì bắt đầu chúng ta lại đến, có thể là đặt lịch hẹn, tư vấn trực tiếp, gặp trực tiếp này. Ngồi cà phê, rồi đến văn phòng, rồi thì hẹn ở hội nghị nào đó. Đấy, cũng là nằm trong cái quy trình của mình. Nhá. Thì trong spa thì chắc chắn là chúng ta sẽ mời họ qua spa của chúng ta để tư vấn trực tiếp bởi các cái bạn tư vấn viên hoặc là các cái bạn kỹ thuật viên, đúng không? Đấy, thế khi mà khách hàng đến spa thì họ sẽ gửi xe ở ngoài ngoài cửa, thường là như vậy, đi xe máy hoặc là gửi ô tô. Đấy, thì cái người tiếp xúc là đầu tiên không phải là chủ spa, không phải là cô tiếp viên xinh đẹp, mà lại là bác bảo vệ, là cái anh trông xe. Thế nên là cái bác bảo vệ, cái anh trông xe là cũng phải có dịch vụ khách hàng tốt, đúng không? Để bởi vì đó là một điểm tiếp xúc và Nam mang đến cho họ những cái trải nghiệm khác biệt dù nhỏ thôi. Thí dụ như là tôi thấy là trời mùa hè Việt Nam rất là nắng, đúng không? Chúng ta thường đi xe máy thì cái yên xe nó sẽ bị nóng, bị bỏng. Đấy, mà chúng ta ngồi lên thì hay nói vui là cháy hết cả mông, cháy hết cả quần, đúng không? Thế thì bây giờ cái spa hay là một cái điểm bán của chúng ta, chúng ta sẽ dùng một cái khăn ướt dài chúng ta phủ lên cái yên. Đấy, thế thì khi khách hàng đi ra thì cái yên xe nó không bị nóng.
Hoặc là chúng ta dắt vào chỗ mát, chúng ta che ô cho khách hàng, cái yên xe nó không bị nóng. Rồi chúng ta cái yêu cầu cái bác bảo vệ, cái chú bảo vệ là phải chào, phải hỏi, phải dắt xe, rồi phải đon đả. Nếu mà đưa cái vé phải đưa hai tay, vâng tôi gửi anh, tôi gửi chị. Đấy, rồi thì anh chị đi mua sắm thì vui lòng đi đường này, anh chị đi vào spa thì đi vào đường kia, kiểu kiểu như thế. Thế thì cái điểm tiếp xúc đấy nó đã chuyên nghiệp rồi, đúng không? Xong vào tiếp theo là bắt đầu lễ tân, rồi kỹ thuật viên, rồi cố vấn tư vấn, đúng không? Người chủ, người khách, vân vân. Đấy, mới là đón tiếp ở trong một cái bàn tiệc, bàn trà hoặc phòng làm việc. Đấy, thì chúng ta chào đón nhiệt tình, niềm nở, và chúng ta lại có quy trình. Giới thiệu cái gì trước, giới thiệu cái gì sau, rồi để tìm hiểu nỗi đau của khách hàng như thế nào, họ mong muốn gì, họ sợ hãi gì, họ thích thú gì, họ sung sướng gì, đúng không? Thế bắt đầu chúng ta mới tư vấn, chúng ta lại có các cái tài liệu, có các cái video, có các hình ảnh, vừa bản in, vừa bản media trực tuyến, chúng ta tư vấn, thậm chí chúng ta biểu diễn, chúng ta cho sản phẩm lên tay, chúng ta giới thiệu. Chúng ta đem một cái cô gái xinh đẹp ra nói là cô này đang sử dụng sản phẩm này, cô này đang sử dụng sản phẩm kia và dịch vụ kia của chúng tôi. Đó. Tất cả những cái điều đấy là đều tạo đến, đúng không? Thế vào trong spa rồi thì chúng ta sẽ chú ý đến không gian, ánh sáng, màu sắc, âm thanh, mùi vị. Đấy, hoa quả, bánh kẹo vân vân. Nước uống càng chuyên nghiệp càng tốt. Đấy, giống như tôi nói là khi mà tôi đi ở Mỹ thì tôi thấy là cái cửa hàng bán đồ thời trang cao cấp như LV, Gucci, Hermès ấy, thì họ có champagne cho khách hàng uống, họ có finger food, hoa quả, một chút bánh, một chút snack cho khách hàng ăn. Đó. Thì đó cũng là những cái nhỏ nhỏ mình có thể làm gia tăng thêm cái sự hài lòng của khách hàng và gia tăng thêm cái trải nghiệm tích cực của khách hàng với mình. Yeah. Ví dụ mình bước vào cái spa, cái mùi nó khét lẹt, cái mùi nó chua loét, cái mùi hóa chất, đúng không? Trong cái spa thì trông người nhếch nhác bẩn thỉu thì rõ ràng là mình không thể nào mà thu hút được khách hàng sẽ chạy mất dép, đúng không? Rồi mình tư vấn liệu trình và chốt đơn liệu trình, mình phải chú ý đến các sản phẩm dịch vụ phù hợp cho khách hàng, các cái chương trình khuyến mại, các cam kết, các cái hợp đồng, các chính sách này nọ chúng ta phải có chuẩn bị sẵn để chúng ta ký, chúng ta làm. Thế rồi bắt đầu đến phần phục vụ khách hàng thì trực tiếp làm dịch vụ cho khách hàng, cung cấp sản phẩm cho khách hàng theo quy trình, theo tiêu chuẩn và theo những cái khoa học mà mình đã được học, và để làm sao mà xử lý được vấn đề của khách hàng. Bởi vì nếu không xử lý được vấn đề của khách hàng thì chúng ta cũng sẽ không thể nào mà đem đến được cái trải nghiệm tốt, đúng không? Các bạn nên nhớ rằng là trải nghiệm tốt nó phải là cái trải nghiệm mà khách hàng phải cảm thấy là giải quyết được vấn đề của chính họ. Vâng. Còn nếu không thì không giải quyết được việc gì cả thì là họ sẽ không tiếp tục sử dụng dịch vụ nữa. Họ thấy là mình làm việc không tốt, đúng không? Vâng. Vừa làm dịch vụ, vừa cung cấp, vừa tư vấn, vừa trò chuyện. Ôi chị có cái làn da đẹp như thế, ôi sao người chị trẻ thế, ôi sao thế này, ôi sao thế kia. Để thấu hiểu, để gây thiện cảm, để vui vẻ, để giải trí thì đó cũng là một cái cách để làm gia tăng dịch vụ và làm thấu hiểu khách hàng và làm gia tăng trải nghiệm. Sau đó mình cũng phải đặt lịch cho những khách hàng tiếp theo, cho những lần tiếp theo, dặn dò, ghi chú, in ra, gửi SMS, gửi Zalo cho khách hàng để họ ăn uống, họ tập luyện, họ sử dụng sản phẩm, họ uống thuốc, họ bôi, họ thoa, vân vân, thì họ sẽ hiệu quả thì họ sẽ ok. Và tiếp tục hoàn thiện quy trình đánh giá để làm gì? Để phát triển cái việc đấy nó trở nên mạnh mẽ hơn, đúng không? Rồi, sau đó thì chăm sóc khách hàng trong từng buổi làm. Với mỗi buổi thì chúng ta đã kết thúc, chúng ta chào hỏi và chúng ta nhắc khách hàng và chúng ta cho khách hàng thấy cái tiến triển của dịch vụ. Sau đó thì chúng ta chăm sóc khách hàng sau cả quá trình, xong khi mà khách hàng đã xong rồi, giao dịch, thanh toán, trả tiền và trên hết là họ phải đạt được cái sự thỏa mãn và họ hài lòng. Còn nếu không là chúng ta sẽ dính phốt nặng. Đấy. Mà trong ngành spa và rất nhiều ngành dịch vụ thì phốt rất nhiều luôn. Đấy. Sau đó thì chúng ta lại duy trì kết nối với khách hàng qua các nền tảng quan trọng. Đấy. Như là lấy số điện thoại, kết Zalo, kết Facebook, gửi email. Đấy. Sau đó chúng ta cũng có thể là
mời khách hàng dùng thử hoặc tri ân thêm những cái sản phẩm mới, tăng giá trị gia tăng, chạy làm các chương trình khách hàng trung thành, khách hàng VIP, rồi thì giảm giá ưu tiên, xin ý kiến khách hàng bằng video, bằng hình ảnh về chất lượng của sản phẩm hoặc là chất lượng của dịch vụ của doanh nghiệp của mình. Và tiếp tục là chăm sóc khách hàng, tặng quà cho khách hàng theo chương trình của khách hàng thân thiết nếu có. Thì chúng ta nhìn thấy là nó có rất nhiều các cái điểm, 1, 2, 3, 4, 6, đúng không ạ? Vâng, bên này cũng lại 6, đúng không ạ? Đây cũng lại 6. Như vậy chúng ta nhìn thấy cái hành trình của nó ở đây có 18 cái điểm, 18 cái điểm của spa, của dịch vụ. Tôi lấy spa để cho nó dễ hình dung thôi. Thế còn những cái mọi người là mọi người cũng phải làm, đối với dịch vụ của mình cũng tương tự như thế, đối với sản phẩm của mình cũng tương tự như thế. Thì cái hành trình nó là từ điểm đầu cho đến điểm kết thúc, và nó có rất nhiều điểm. Mỗi một điểm thì chúng ta cần phải xác định là dịch vụ chúng ta cung cấp là những dịch vụ gì, quy trình là những cái quy trình gì, đạt được những cái tiêu chí gì về tốc độ, về thời gian, về cảm xúc, về giá trị đem đến cho khách hàng trong từng cái điểm tiếp xúc, yêu cầu như thế nào về lời ăn, tiếng nói, trang phục, về cảm nhận, vân vân. Thế thì sâu chuỗi lại toàn bộ quy trình, toàn bộ các bước thì nó trở thành một hành trình trải nghiệm khách hàng. Và khách hàng cuối cùng là giải quyết được vấn đề của họ. Ví dụ như đi spa làm đẹp thì nó đẹp lên, đang bị mụn thì hết mụn, da đang có vấn đề thì mịn, trắng, tinh. Sau đó nhân viên lại hết sức chu đáo, tỉ mỉ và cẩn trọng, đúng không ạ? Từng ly từng tí, từng ly từng tí, thì họ sẽ vô cùng hài lòng, vô cùng thích thú, và họ có trải nghiệm tích cực về sản phẩm dịch vụ của mình, đúng không? Rồi, ok nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau trong các cái video tiếp theo của PA Marketing. Xin chào, xin cảm ơn.